Xin chào tất cả các em đến với chương trình hướng dẫn giải bài tập tiếng Anh lớp 9 sách Lưu Hoàng Trí. Cảm ơn các em đã xem video của thầy. Và nếu em là chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký kênh và bấm chuông để cập nhật những video mới nhất của thầy nhé. Bây giờ chúng ta vào phần bài la mã ở trang 51 của Unit 3. Grammar and Structure. Câu 26 đến câu 35. Choose the best answer among A, B, C, or D that best completes each sentence. Hãy chọn câu trả lời đúng nhất trong số A, B, C hoặc D mà hoàn thành tốt nhất mỗi câu. Câu 26. Be careful. The floor has just been polished. Hãy cẩn thận. Cái sàn nhà vừa mới được đánh bóng. Này bị động. Thể bị động của thì hiện tại hoàn thành nhé. Và trạng thái just là đi sau has, đi cờ sau has. Câu 27. Hurry up, it's time for us to leave for home. Hãy khẩn trương, nó là thời gian để chúng ta rời khỏi nhà của chúng ta, rời khỏi để đến nhà. Câu 28. It's time you try to study harder to pass the final exam. Nó là lúc mà bạn cố gắng học tập một cách chăm chỉ hơn để vượt qua kỳ thi cuối cùng. Câu 29. I was so tired that I fell asleep while watching TV. Tôi thì rất mệt đến nỗi tôi đã ngủ thiếp trong khi xem TV. Câu 30. He hopes that he will be a pop singer in the future. Cậu ấy hy vọng rằng cậu ấy sẽ là một ca sĩ nhạc pop, nhạc bình dân ở trong tương lai. Câu 31. Câu 31. I wish I could play the piano as well as my close friends play. Tôi ước gì tôi đã có thể chơi đàn dương cầm cũng như bạn thân của tôi chơi. So with cái sự việc mà không có thật ở hiện tại thì chúng ta chia động từ so with là quá khứ đơn nhé. Could. Và bạn tôi chơi là hiện tại đơn. Người bạn này, bạn thân này chơi tốt dương cầm rồi. Câu 32. If only he had told me the truth, I didn't treat her badly. Ước gì cậu ấy đã kể cho tôi sự thật. Tôi đã không đối xử cô ấy một cách xấu như vậy. Câu này thì là không có thật ở quá khứ nhé. Cho nên động từ chia ở thì quá khứ hoàn thành. Câu 33. My uncle is a heavy smoker. He gets used to smoking a lot. Bác của tôi là một người hút thuốc nặng, là nghiện hút thuốc. Ông ấy trở nên quen với việc hút thuốc nhiều. Ngày là có thể 10 điếu, 20 điếu. Quen với get you to và ông từ nó phải thêm in đó, thì chúng ta chọn như thế này. Còn cái này là đã từng, thế không thêm in là đã từng. Câu 34. Since I came I've made a lot of friends in the new school. Từ khi tôi đến tôi đã làm bạn nhiều ở trong cái trường mới. Chúng ta chia sau sin là động từ ở quá khứ đơn. Rồi. Cái này sau nữa là hiện tại hoàn thành. Cái hành động đến này là ở thì quá khứ rồi, quá khứ đơn rồi đúng không? Và làm bạn là cái thì hiện tại hoàn thành nó có ý nghĩa là
ở quá khứ đã xảy ra rồi, đã có làm bạn và hiện tại cũng làm bạn và tương lai có thể cũng tiếp tục làm bạn nhiều nữa. Cho nên chúng ta dùng hiện tại thành nhé. Câu 35, I wish I had listened to my parents. Now it's too late. Tôi ước gì tôi đã lắng nghe tới cha mẹ của tôi. Bây giờ nó thì quá trễ rồi. Đây là không có thực ở quá khứ này. Cho nên chúng ta chia ở quá khứ không thành nhé. Ở quá khứ không chịu lắng nghe. Bây giờ thì đã muộn rồi. Làm những điều sai quấy ha, mình tự mình chịu. Chúng ta hiểu như vậy. Chúng ta sang câu 36 đến câu 40 ở trang 51. Choose the under light box among A, B, C or D that needs correcting. Hãy chọn phần được gạch dưới trong số A, B, C hoặc D mà cần sửa. Câu 36. In summer the weather is often hot. Vào mùa hè thời tiết thì thường nóng. Thì trong mùa hè, mùa thu, mùa đông thì chúng ta dùng in nhé, không dùng on. Câu 37, your window needs to be cleaned immediately. They are very dirty. Những cửa sổ của bạn thì cần được làm sạch ngay lập tức. Chúng thì rất dơ bẩn. Thì chúng ta chia ở thể bị động nhé. Bị động là to be, là động từ ED2, ED3, phần từ quá khứ đó. Nếu bắt có tắt thì tra cột 3 của bản đồng từ bắt có tắt nha các em. Câu 38, they have played for Hà Nội in a beautiful morning. Họ đã rời khỏi để đến Hà Nội à, cho Hà Nội là đến Hà Nội trong một buổi sáng đẹp trời. Có for cho nên chúng ta cố gắng chia ở hiện tại thành nhé. For sin. Chúng ta sang câu 39 ở trang 52. I wish I had didn't told him the truth. He looks so worried now. Tôi ước gì tôi đã không kể cho cậu ấy sự thật. Cậu ấy trông rất lo lắng bây giờ. Thì cái này là không có thật ở ở tờ quá khứ. Đó. Thì chúng ta dùng là quá khứ hoàn thành nhé. Đó. Quá khứ là không có kể cho cậu ấy. Cái đó là không có thật. Mà đã kể rồi. Và bây giờ cậu ấy trông rất lo lắng. Câu 40. My father wishes that he didn't have to retire at the age of 60. Cha của tôi ước gì, ước ao rằng ông ấy để không cần phải vừa hưu tại tuổi 60. Thì là hiện tại ông ấy đã vừa hưu rồi, nên không có thật hiện tại thì dùng là quá khứ đơn, didn't. Chúng ta sang phần 4 là mẹ ở trang 52, Reading Comprehension, đọc hiểu. Câu 41 đến câu 50, choose words or phrases among A, B, C or D that best fits the blank space in the following passage. Hãy chọn từ hoặc cụm từ trong số A, B, C hoặc D mà phù hợp nhất cái chỗ trống trong đoạn văn sau đây. Last summer, Paul went on holiday for 2 weeks to the island of Sardinia. Mùa hè qua Bo đã đi nghỉ được cho 2 tuần tới cái đảo Sardinia. He stayed in a hotel which had a wonderful swimming pool and a beautiful view of the sea. Cậu ấy đã ở trong một khách sạn mà có cái hồ bơi tuyệt vời và cái phong cảnh đẹp nhìn ra biển. It was in a little village where the local people went fishing in the winter and a foreign visitor came in the summer. Nó ở trong một cái làng nơi mà
những người dân địa phương đã đi câu câu cá trong mùa đông, và những người khách nước ngoài thì đến trong mùa hè. Paul spent his first day on the beach, but on the second day he felt very ill. Paul đã trải qua ngày đầu tiên của cậu ấy ở trên bãi biển, nhưng vào ngày thứ hai thì cậu ấy đã cảm thấy rất là bệnh hoạn, rất là bệnh. First he was too hot, then he was too cold. Là đầu tiên thì cậu ấy thì rất nắng, thì quá nóng. Sau đó cậu ấy thì quá lạnh, bị sốt rồi. He couldn't understand why he felt like that. Cậu ấy đã không thể hiểu tại sao cậu ấy cảm thấy như đó. So he went to see the local doctor, who was a very nice man and whose English were excellent. Cậu ấy đã không thể hiểu tại sao cậu ấy cảm thấy như đó. Vì vậy cậu ấy đã đi gặp bác sĩ địa phương, mà là một người đàn ông rất là tốt, rất dễ nhìn, và tiếng Anh của ông ấy thì tuyệt vời. Excellent. Summer is a time when people often feel ill. The doctor said it's too hot for most of us. Take this medicine and say stay out of the sun. Mùa hè là một cái thời gian mà mọi người thường cảm thấy bệnh. Bác sĩ đã nói vậy. Nó thì quá nóng cho phần lớn chúng ta. Trời thì quá nóng cho chúng ta. Hãy uống cái thuốc này và tránh xa cái mặt trời. Tránh xa ánh nắng mặt trời. Nóng nực quá sẽ dễ bị bệnh cảm sốt. Paul took the doctor's advice and stayed in his room for the rest of his holiday. Paul đã nghe lời khuyên của bác sĩ và đã ở trong phòng của cậu ấy cho phần còn lại của kỳ nghỉ của cậu ấy. He soon felt better. What a cheap holiday, he thought happily. Cậu ấy ngay lập tức chẳng mấy chốc cảm thấy tốt hơn. Một cái kỳ nghỉ rẻ tiền làm sao, cậu ấy đã nghĩ một cách vui vẻ vậy. Bệnh quá không đi nhiều, không có tốn tiền nhiều, không mua sắm nhiều. Chúng ta sang câu 51 đến câu 55 ở trang 52. Choose the item among A, B, C, or D just best answer the question about the passage. Hãy chọn cái yếu tố đâu số A, B, C hoặc D mà trả lời tốt nhất cái câu hỏi về đoạn văn. The country is more beautiful than... A town and more pleasant to live in. Cái miền quê là xinh đẹp hơn là ở thị xã, và vui vẻ hơn để sống ở trong đó. Many people teach south and go to the country for the summer holiday, though they cannot live there all the year round. Nhiều người nghĩ vậy và đi tới miền quê cho những kỳ nghỉ hè, mặc dù họ không thể sống ở đó cả năm. All the year round. Some have a cottage built in a village so that they can go there whenever they can find time. Một vài người có một cái nhà tranh được xây dựng trong cái làng, sao cho chúng có thể, họ có thể đi tới đó bất cứ khi nào họ có thể tìm thấy là thời gian rảnh. English villages are not all alike, but in
Some ways they are not very different from one another. Những cái làng nước Anh thì không phải tất cả là như nhau, lại là giống như nhau. Nhưng trong vài cái cách đó thì chúng thì không có khác lắm, khác lắm từ cái kia, từ những cái khác. Almost every village had a church, round or square tower of which can be seen for many miles around. Hầu như là mỗi làng có một cái nhà thờ, có cái tháp vuông hoặc là tròn, của nó có thể được thấy từ nhiều dặm quanh đó. Surrounding the church is a churchyard where people are buried. Quanh cái nhà thờ là cái nghĩa địa, nơi mà mọi người được chôn cất ở đây khi sau khi chết. The village green is a wide stretch of grass, and houses or cottages are built round it. Màu xanh làng là một cái sự trải dài cỏ rộng rãi, rộng lớn, và những ngôi nhà hoặc là những ngôi nhà tranh được xây dựng quanh nó. Country life is now fairly comfortable, and many villages have the water brought through pipes into each house. Cuộc sống ở làng quê thì bây giờ thì hơi khá thoải mái, và nhiều ngôi làng có nước được mang thông qua là những ống vào mỗi cái nhà. Most villages are so close to some small towns that people can go there to buy what they cannot find in the village shops. Phần lớn các ngôi làng thì rất gần tới cái vài thị xã nhỏ, thị trấn nhỏ mà mọi người có thể đi tới đó để mua cái gì họ không thể tìm thấy ở trong những cái tiệm ở làng, tiệm bán hàng ở làng. Câu 51, when do city people often go to the country? Những người thành phố thường đi tới miền quê là khi nào? Tôi chọn câu D, the summer holidays, và những ngày nghỉ mùa hè hay kỳ nghỉ mùa hè. Câu 52, what is the advantage of city people when they have a cottage built in the village? Lợi ích của những người dân thành phố là gì khi họ có một cái ngôi nhà tranh được xây dựng trong làng? Tôi chọn câu C, they can go to the country whenever they can find the far time. Họ có thể đi tới miền quê bất cứ khi nào họ có thể tìm thấy thời gian. Câu 53, what is the common feature of village village? Cái điểm nổi bật phổ biến của cái những làng nước Anh là gì? Tôi chọn câu E, they have a church. Chúng có một cái nhà thờ. Câu 54, what is not mentioned in the life of English village? Cái gì thì không được nhắc tới trong cuộc sống những làng ở nước Anh? Chọn câu D, the internet, là internet. Chúng ta nghe lại câu 54, what is not mentioned in the life of English village? Cái gì không được nhắc tới trong cuộc sống của những ngôi làng nước Anh? Tôi chọn câu D, the internet. Internet. Câu 55, what can villagers do when their villages are close to small towns? Những người làng có thể,
những người dân làng có thể làm gì khi những ngôi làng của họ thì gần tới những cái thị trấn nhỏ. Thì tôi chọn câu D. They can go there to buy what is not found in the village shops. Họ có thể đi tới đó để mua cái gì không được tìm thấy, không được thấy ở trong những cái cửa hàng ở làng. Chúng ta sang 55 mẻ ở trang 53, writing. Từ câu 56 đến câu 60 ở trang 53. Choose the correct sentence among A, B, C, or D which has the same meaning as the given one. Hãy chọn câu đúng trong số A, B, C, D mà có cùng nghĩa như câu được cho. Câu 56. He was so tired that he fell asleep before the end of the film. Cậu ấy thì đã rất mệt đến nỗi cậu ấy đã ngủ thiếp đi trước khi là phim hết, trước cái đoạn kết của phim. Chọn câu D. He was too tired to see the end of the film. Cậu ấy thì quá mệt để xem đoạn cuối của một phim. Câu 57. It was such good weather that we went swimming. Đó là một thời tiết rất tốt đến nỗi chúng tôi đã đi bơi. Tôi chọn câu D. The weather was so good that we went swimming. Thời tiết thì rất tốt đến nỗi chúng tôi đã đi bơi. Chúng ta sang câu 58 ở trang 54. He had a weak heart which meant to he couldn't walk very far. Cậu ấy đã có cái trái tim yếu ốm. Mà ý muốn nói cậu ấy không thể đi bộ rất xa. Đi quá xa thì rất mệt. Chúng ta chọn câu D. His heart was so weak that he couldn't walk very far. Tim của cậu ấy thì rất yếu đến nỗi cậu ấy đã không thể đi bộ rất xa. Câu 59. Your children should have left here. It's too late. Con cái của bạn nên đã để lại ở đây, nó thì quá muộn. Chúng ta chọn câu B. It's time your children left here. Đó là thời gian con cái của bạn đã rời khỏi ở đây. Câu này chúng ta dịch lại là con cái của bạn sẽ đã rời khỏi ở đây. Cái này là không có thật ở tương lai, không có thật ở tương lai, cho nên là chúng ta chọn suốt. Câu 60. Lan's house is so far away that her friends cannot walk there. Nhà của Lan thì rất xa đến nỗi những người bạn của cô ấy không thể đi bộ tới đó. Tôi chọn câu E và câu D là E và C là đúng. It is such a long way to Lan's house that her friends cannot walk there. Đó là một con đường rất dài để tới nhà Lan mà những người bạn của cô ấy không thể đi bộ tới đó. Và câu C là It is such a long way to Lan's house for her friend to walk there. Đó là một con đường rất dài, quá dài tới nhà cô Lan để cho những người bạn của cô ấy là đi bộ tới đó. Chúng ta đến với câu 61 đến câu 70, trang 54. Use the cues given to write correct sentences. Hãy sử dụng những đầu mối được cho để viết những câu đúng. Câu 61. It is a nice morning in May. Nó là một buổi sáng đẹp trời vào tháng 5. Câu 62. My friends and I took a boat trip on the Mekong Delta.
những người bạn của tôi và tôi để tham gia cái chuyến đi thuyền trên trên châu thổ sông Mekong, Delta châu thổ sông Mekong, vùng sông Mekong. Câu 63, we see a lot of women planting rice on the rice fields. Chúng tôi thấy nhiều cái phụ nữ đang trồng lúa trên những cánh đồng lúa. 64. After an hour, we stopped by the island and visited the snake farm to see the snake. Sau 1 giờ chúng tôi đã dừng lại tại cái đảo và để viếng thăm cái trang trại trứng để xem những con rắn. Câu 65. At noon, we listened to traditional music that was being played by the local people. Tại trưa chúng tôi đã lắng nghe tới nhạc truyền thống mà đang được chơi bởi những người dân địa phương. Câu 66. Then we had lunch with the rice and fresh food from the fruit garden. Sau đó chúng tôi đã ăn trưa với cơm và thực phẩm tươi từ vườn trái cây. Chúng ta sang câu 67 ở trang 54. After the meals, we continued our trip to the floating market. Sau bữa ăn, chúng tôi tiếp tục chuyến hành trình của chúng tôi tới cái chợ nổi. Chợ nổi floating. Nhớ thêm in nhé. Câu 68. There we enjoyed buying the fruit and the many local specialty. Ở đó chúng tôi đã thưởng thức là việc mua trái cây và nhiều cây đặc sản địa phương. Specialty là đặc sản. Câu 69. At 4 p.m. we visited the famous pagoda before coming home by coach. Và lúc 4 giờ chiều chúng tôi đã thăm ngôi chùa nổi tiếng trước khi về đến nhà bằng xe đò. Câu 70. The trip was very interesting that we enjoyed it very much. Chuyến đi thì rất thú vị mà chúng tôi hay là đến nỗi chúng tôi thưởng thức nó rất nhiều hay là thích nó rất nhiều. Chúng ta sang phần test 2 Unit 3 ở trang 55. Một là mã là phonetics, ngữ âm. Từ câu 1 đến câu 5, choose the words whose underline and post part is pronounced differently from that of the other words. Hãy chọn cái từ mà cái phần được gạch dưới và được in đậm, được phát âm khác với cái phần đó của những từ khác. Câu 1, A, city, thành phố, y vẫn y. B, river, dòng sông, y vẫn y. C, trip, chuyến đi, danh từ, vợ, y vẫn y. Còn đây là shrine, là y thành ai. Câu 2. A chess là cờ vua, chờ vẫn chờ. B chair, chờ vẫn chờ là ghế tựa. Câu C teacher, chờ vẫn chờ, giáo viên. Câu D là scholarship là học bổng. Scholarship là thành chờ thành cờ hay là ke rồi. Chúng ta chọn D. Câu B A ate, A thành A đã ăn, quá khứ đơn của động từ eat. B late, muộn, tính từ A và A. C last, A và A là vừa qua, là tính từ. D taken, phân từ quá khứ của từ take. A là anh A, chúng ta chọn C. Câu 4, A gather, gather là tụ họp, động từ. B Northern, Northern, Northern là về phương Bắc, tính từ.
Đây là C là healthy, đọc là healthy, thờ vẫn thờ là khỏe mạnh, tính từ. Cái này khác. Đây z là thờ là đọc là giờ. Đây gó giờ là mới đúng, gó giờ tụ họp lại. Chúng ta chọn C nhé. Câu 4, câu 5. A là self, AU thành là L. Miền Nam, danh từ. B, route là lịch trình đi. Thì AU thành U. Còn C, mountain, AU thành ao, núi. Đây, about, khoảng, về, gì đó, giới từ. Cho nên chọn D, B. Câu 6 đến câu 10, choose the word that has traced differently from what that of the other words. Hãy chọn cái từ mà có cái âm nhóm khác với phần đó của những từ khác. Câu 6, A, bamboo, thường là những cái chữ có hai chữ O thì dấu nhấn ở đó nhé. Bamboo và tre, những từ. Enjoyable, âm nhóm là hai, bamboo. Enjoyable là có thể thưởng thức hay là thích, âm hai. Benign, benign là cây đay. Benign là âm nhấn một, là cây đay, cây đay, cây cối. Rồi đây, arrive, đến, âm nhấn 2. Chúng ta chọn âm nhấn 1 là Benion. Câu 7, E. Waterfall, waterfall là cái thác, nước, âm nhấn 1. Đây là beginning, âm nhấn 2, phần bắt đầu, phần đầu, danh từ. Standard, standard, tiêu chuẩn, danh từ, âm nhấn 1. Hurriedly, âm nhấn 1, một cách vội vã, tràn từ. Chúng ta chọn là B. Câu 8, A, pagoda, âm nhấn 2, cái chùa. Đây là picnic, âm nhấn 1, chuyến đi dã ngoại. Hamburger là thịt, bánh mì kẹp thịt nha, âm nhấn 1. Grocery, tạp hóa, danh từ. Chúng ta chọn E. Câu 9, E, journey. Journey là chuyến đi, hành trình, chuyến đi, âm 1. Gather, âm 1, tụ họp, động từ. Sightseer, sightseer là người vãn cảnh, âm 1. Đây là locate, locate là đặt vào cái nơi nào đó, hay là tọa lạc. Cái gì tọa lạc ở đâu á? Ta chọn D. Câu 10, A, chicken. Chicken âm 1 là thịt gà hay là gà co. Vegetable âm 1, rau củ, danh từ. Primary, tiểu học, tính từ. Complete, complete là hoàn thành, động từ. Ta chọn D. Chúng ta sang hai la mã ở trang 55. Vocabulary and expression, từ vựng và sự diễn tả hay là những thành ngữ. Câu 11 đến câu 20, choose the best answer among A, B, C or D that best complete each sentence. Hãy chọn câu trả lời đúng nhất trong số A, B, C hoặc D mà hoàn thành tốt nhất mỗi câu. Câu 11, his brother is same age as mine. Anh trai của cậu ấy thì cùng tuổi như của tôi. Thì chữ same này, at, có at như đây nè. Đây là tuổi, danh từ. Câu 12, sporty view finish between 9 p.m. and 9:30 p.m.
Buổi tiệc sẽ kết thúc giữa 9 giờ và 9 giờ rưỡi, trong khoảng thời gian từ 9 giờ đến 9 giờ rưỡi tối. Câu 13, it's very cold. Sao rồi sẽ qua ở cold. Trời thì đã lạnh, vì vậy cô ấy đã mặc một cái áo khoác. Đây quá khứ đơn. Đây quá khứ đơn và chữ sau là vì vậy phù hợp nhé. Câu 14. We intend to have a picnic on October 28th. Chúng tôi có ý định là có một chuyến dã ngoại vào ngày 20 tháng 10. Đấy. Trước những cái ngày tháng thì chúng ta thêm on nhé, với từ on. Câu 15. He invited us to join the in their trip to the mountain. Cậu ấy đã mời chúng tôi tham gia chuyến đi của họ, trong chuyến đi của họ tới miền núi, tới núi. Câu 16. We walked up the hill to visit the shrine of a Vietnamese hero. Chúng tôi đã đi bộ lên ngọn đồi để viếng thăm cái ngôi mộ của vị anh hùng Việt Nam. Câu 17. Many people go to amusement park on weekend to relax after a hard working week. Nhiều người đi tới những công viên giải trí vào những cuối tuần để thư giãn sau một cái tuần làm việc vất vả. Câu 18. After 2 hours traveling by coach, we reach Vũng Tàu. Sau 2 giờ đồng hồ đi bằng xe đò, chúng tôi đã tới Vũng Tàu. Rich đã tới Vũng Tàu. Câu 19. Chúng ta dịch lại câu 18. After 2 hours traveling by coach, we reach Vũng Tàu. Sau 2 giờ đi bằng xe đò, chúng tôi đã tới Vũng Tàu. Câu 19. They put up the tent and had a picnic on the river bank. Họ đã dựng cái lều lên. Dựng cái lều lên. Và đã có một cái chuyến đi, một chuyến dã ngoại trên cái bờ sông. Bờ sông. Câu 20. We started to walk to the village. The journey to the village was tiring but very interesting. Chúng tôi đã bắt đầu đi bộ tới làng. Để chuyến đi tới làng thì đã mệt nhưng rất thú vị. Chúng ta sang câu 21 đến câu 25 ở trang 56. Use the correct form of the words given to complete each sentence. Hãy sử dụng hình thức đúng của từ được cho để hoàn thành mỗi câu. Câu 21, he has a great collection of foreign stamps. Cậu ấy có một sưu tập, một tuyển tập lớn về những tem nước ngoài. Câu 22, she spent a relaxing evening with her friends. Cậu ấy đã trải qua một cái buổi tối thư giãn. À, cái vật thì có thêm in vô này với những bạn bè của cô ấy. Câu 22, he has been a political commentator for 10 years. Cậu ấy đã là cái người bình luận về chính trị cho 10 năm rồi. Được 10 năm rồi. Câu 24. Kim Quang Trung was one of our great heroes. Vua Quang Trung là một trong những anh hùng vĩ đại của chúng ta. Câu 25. He is a great admirer of Picasso's early painting. Cậu ấy là một nhà hâm mộ, một người hâm mộ lớn của những cái bức tranh sơ khai của Picasso. Chúng ta sang bài La Mã ở trang 56, Grammar and Structure.
Câu 26 đến câu 35. Choose the best answer among A, B, C, or D. That's best complete each sentence. Hãy chọn câu trả lời đúng trong số A, B, C, D mà hoàn thành mỗi câu tốt nhất. Câu 26. They see each other at lunchtime and at night only. Họ gặp nhau tại cái thời gian ăn trưa và tại đêm duy nhất. Câu 27. Remember the meeting will be on Tuesday between 9 a.m. and 11 a.m. Hãy nhớ là cuộc họp sẽ là vào thứ ba giữa 9 giờ sáng và 11 giờ. Đó, tất nhiên bắt đầu từ 9 giờ sáng đến 11 giờ sáng. Câu 28. They have known each other since they were at night high school. Họ đã biết nhau từ khi họ ở tại trường trung học phổ thông. Trước xin là hiện tại hoàn thành và sau xin là quá khứ đơn nhé. Câu 29. Computers are wonderful achievement in our time. Các máy tính thì là những thành tựu tuyệt vời trong thời đại của chúng ta. Câu 30. John is such a kind boy that everyone likes him. John là một người con trai rất tử tế mà mọi người thích cậu ấy. Câu 31. When did they first meet? On a rainy day in May. Họ lần đầu tiên đã gặp khi nào? Gặp nhau khi nào? Là vào một ngày mưa. Vào một ngày mưa trong tháng 5. Ngày là phải on, tháng là in. Câu 32. When is the harvest time in spring and fall? Cái thời gian mà gặt là khi nào? Là vào tháng, vào mùa xuân và mùa thu. Mùa là chúng ta dọn chọn giới từ in nhé. Câu 30. Câu 33. It's high time we repaint our house. It looks so old. Nó thì là thời gian cao điểm chúng ta là phải sơn lại ngôi nhà chúng ta. Nó trông rất cũ. Sơn lại, repaint. Câu 34. I wish I had wings like birds so that I could fly from place to place. Tôi ước gì tôi đã có những đôi cánh như những con chim để nổi tôi đã có thể bay từ nơi này tới nơi khác. So wish không có thật ở hiện tại thì dùng quá khứ đơn là hết. Good quá khứ đơn luôn. Câu 35. I wish I had gone to the movie with you last night. Tôi ước gì tôi đã đi tới rạp chiếu phim với bạn vào tối qua. Đó. Không có thật ở quá khứ này. Có last night là quá khứ đơn. Thì không thật là sau quýt chúng ta chia ở thì quá khứ hoàn thành nhé. Hết rồi là quá khứ hoàn thành. Chúng ta sang câu 36 đến câu 40 ở trang 56. Choose the underlined box among A, B, C, or D that needs correcting. Hãy chọn phần được gạch chéo trong số A, B, C, D mà cần sửa. Câu 36. The exercise C were so difficult that we couldn't do them. Các bài tập thì rất khó đến nỗi chúng tôi không thể làm chúng. Sau này là nó đi, sau nó là tính từ. Còn sách là sau nó, cuối cùng nó là phải danh từ. Mà cái này cuối cùng của cái đoạn này là tính từ là hết cỡ nên dùng sau, không được sách. Câu 37. I wish you could help me with that difficult problem. Tôi ước gì bạn đã có thể giúp tôi với cái vấn đề khó. Thì cũng không thật ở hiện tại. Hiện tại không giúp được. Thì chia ở quá khứ đơn sau wish nha. Câu 38. She was so lazy that she was punished by her teacher. Cô ấy thì rất lười biếng. Đến nỗi cô ấy đã bị phạt bởi giáo viên của cô ấy. Quá khứ đơn thì chỗ này cũng có quá khứ đơn nhưng mà là bị động, thể bị động nhé. Quá khứ đơn, thể bị động.
Câu 39. In the afternoon we went by pole in the river. Trong buổi chiều chúng tôi đã đi bằng thuyền ở trong con sông. Đó, trong dòng sông. Thì đi bằng thuyền là by pole. Câu 40. I got up late this morning so that I didn't have time for breakfast. Tôi đã thức dậy muộn vào sáng nay đến nỗi là tôi đã không có thời gian để ăn sáng. Sau giác nè, đến nỗi nè. Chúng ta sang phần 4 là mẹ ở trang 57. Reading comprehension. Đọc hiểu. Câu 41 đến câu 50. Choose words or phrase among ABC or Rizal's best fits the blank space in the following passage. Hãy chọn từ hoặc cụm từ trong số ABC hoặc D mà phù hợp nhất chỗ trống trong đoạn văn sau. Peter had a very exciting summer holiday this year. Peter có một cái kỳ nghỉ hè rất là hào hứng vào năm nay. His friend's friend invited him to visit her family in the south of France. Người bạn qua thư, người Pháp của cậu ấy đã mời cậu ấy thăm gia đình của cô ấy ở miền nam của nước Pháp. Peter went by plane from London to Paris. Peter đã đi bằng máy bay từ London tới Paris. Mary, his friend, greeted him in Paris and they took a train from Paris to Marseille. Mary là người bạn Pháp của cậu ấy đã chào đón cậu ấy trong ở Paris và họ đã đưa để cầm lấy một cái chuyến tàu lửa từ Paris tới Marseille. Marseille is the town where Mary's family lives. Marseille là cái thị xã mà gia đình của Mary sống. It is a very large port. Nó là một cái cảng rất lớn, rộng lớn. A lot of people live in Marseille and there are many interesting shops and cafes there. Nhiều cái là người sống ở Marseille và có nhiều cái cửa hàng thú vị và những cái tiệm cà phê thú vị ở đó. Peter started learning French at school 2 years ago and he spoke French all the time with Mary and her family. Peter đã bắt đầu học tiếng Pháp tại trường 2 năm trước đây và cậu ấy đã nói tiếng Pháp suốt với Marie và gia đình của cô ấy. At first time, it was very difficult for him, but soon it became much easier. Tại lần đầu tiên, nó thì rất khó cho cậu ấy, nhưng chẳng mấy chốc thì nó đã trở nên là dễ hơn nhiều. One day, Mary and her parents got Peter for a picnic in the mountains. Một ngày nào đó, Mary và cha mẹ của cô ấy đã đưa Peter đưa một cái chuyến dã ngoại ở miền núi. They climbed a peak hill. Họ đã trèo lên một cái ngọn đồi lớn. From the top of the hill, they had a wonderful view. Từ cái đỉnh đồi họ đã có một cái nhìn tuyệt vời. In the space they could see the sea. Trong cái không gian đó họ có thể thấy biển. Peter was very sad when it was time to go back to London and school. Peter thì rất buồn khi đó là thời gian mà đi trở lại tới London và đi học tới trường. He is looking
forward to next summer when Mary is going to spend her holiday with his family in England. Cậu ấy đang trông ngóng để tới kỳ nghỉ hè tới, mùa hè tới, khi mà Mary dự định là trải qua những kỳ nghỉ của cô ấy với gia đình của cô ấy ở nước Anh. Chúng ta sang câu 51 với câu 55 ở trang 57. Choose the item among A, B, C, or D that best answers the questions about the message. Hãy chọn yếu tố trong số A, B, C hoặc D mà trả lời đúng nhất câu hỏi về đoạn văn. The things I liked most when I was small was the change of season. Cái điều mà tôi thích nhất khi tôi còn nhỏ là cái sự thay đổi mùa, các mùa. Spring, summer, autumn and winter. I could see them all come and go and each one was completely different. Mùa xuân, mùa hè, mùa thu và mùa đông. Tôi có thể thấy chúng cả tất cả đến và đi và mỗi cái mùa hoàn toàn là khác nhau. Now in the city, you can buy summer flowers in winter and eat the same vegetables all the year round. Bây giờ ở thành phố, bạn có thể mua những bông hoa mùa hè trong mùa đông và ăn cùng những rau củ tất cả năm qua năm. Whereas in the country, I could only eat things at certain times of the year. Trái lại, ở miền quê thì tôi đã có thể là chỉ duy nhất chỉ là ăn những thứ tại một vài thời điểm của năm thôi. For example, strawberry in June and turnips in winter. Ví dụ là dâu tây ở trong tháng 6 và cái củ cải trắng ở trong mùa đông. I live my childhood with the season. Tôi đã sống thời trẻ của tôi với những cái mùa. We also made most of our food and would never eat frozen or tinned food. Chúng ta cũng đã làm phần lớn cái thức ăn của chúng ta và sẽ không bao giờ ăn cái những thức ăn mà đông lạnh hoặc là đóng hộp. Everything was fresh, so it must be better than the type of food I am taking now in the city. Mọi thứ thì tươi rói, vì vậy nó cần phải tốt hơn là loại thức ăn mà tôi đang ăn bây giờ ở trong thành phố. City people may think people in this country miss a lot of things about modern life. Những người dân thành phố có thể nghĩ là những người ở miền quê là bỏ lỡ nhiều thứ về cuộc sống hiện đại. In fact, in my opinion, they miss a lot more than people in the country. They miss real life. Thực tế thì trong ý kiến của tôi, họ bỏ lỡ nhiều hơn những người ở miền quê, họ đã bỏ lỡ cuộc sống thật. Chúng ta sang câu 51 đến câu trang 58. What did the writer like most about living in the country? Người viết thích nhất cái gì về cuộc sống ở miền quê? Câu D, the change of the season. Sự thay đổi các mùa. Câu 52, what does the word them in like to refer to? Cái từ them, chúng, ở dòng 2 gắn tới cái gì? Chọn câu E là four season, là bốn mùa. Câu 53, in the countryside, which season can we try to strawberry? Ở miền quê
Thì mùa nào bà chúng ta có thể mua rau tây? Chúng ta chọn B, summer. Câu number 4, why did the writer never eat tinned food and when living in the country? Người viết chưa bao giờ đã chưa bao giờ ăn tại sao người viết đã chưa bao giờ ăn cái thực phẩm mà đóng hộp khi sống ở miền quê? Ta chọn câu D, because it wasn't very fresh, bởi vì chúng thì không tươi lắm. Câu 55, which of the following sentences is not true? Cái nào trong số những câu sau đây là không đúng? Ta chọn câu E, people in the city can grow vegetable all year round. Mọi người ở thành phố có thể trồng rau củ cả năm, quanh năm. Chúng ta sang năm La Mã, writing ở trang 58, câu 56 đến câu 60. Choose the correct sentence among A, B, C, or D which has the same meaning as the given one. Hãy chọn câu đúng trong số A, B, C hoặc D mà có cùng nghĩa như cái câu được đưa cho. Câu 56. The news was so wonderful that she decided to have a celebration. Celebration. Hay là celebration. Tin tức thì rất tuyệt vời đến nỗi là cô ấy quyết định là có một sự ăn mừng. Tôi chọn câu D, it was such a wonderful news that she decided to have a celebration. Đó là một tin tức rất tuyệt vời mà cô ấy quyết định có một sự ăn mừng. Câu 57, I wish I had studied English when I were young. Tôi ước gì tôi đã học tiếng Anh khi tôi còn trẻ. Này là không thật ở quá khứ này. Hồi còn trẻ là đã không học tiếng Anh. Tôi chọn câu C. I regret not having studied English when I were young. Tôi hối tiếc là không học tiếng Anh khi tôi còn trẻ. Vẫn thể hiện ở hiện tại thành. Câu 58, Rosa had to spend 2 hours doing her homework. Rosa đã còn phải trải qua 2 giờ đồng hồ làm bài tập về nhà của cô ấy. Sau danh từ chúng ta thêm các động từ phải thêm in vào nhé. Chúng ta chọn C, it took Rosa 2 hours to do her homework. Năm đưa Rosa 2 giờ đồng hồ để làm bài tập về nhà của cô ấy, hoặc là Rose mất 2 giờ đồng hồ để làm bài tập về nhà của cô ấy. Câu 59, he, chúng ta nhớ cái mẫu như này nha, it rồi tới took take gì đó, hoặc là will take gì đó, rồi tới cái tăng ngữ ha, rồi tới thời gian nhé, rồi sau đó là to nha, to do, to gì đó. Câu 59, he began working for that company 3 years ago. Cậu ấy đã bắt đầu làm việc cho công ty đó 3 năm trước đây. Chúng ta chọn C. He has been working for that company for 3 years. Cậu ấy đã làm việc cho công ty đó được 3 năm. Và thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn này nó có ý nghĩa là ở quá khứ vẫn đã, hồi đã quá khứ đã làm rồi hiện tại đang làm và tương lai tiếp tục làm tiếp ở công ty đó. Chúng ta chọn thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn nhé, câu C. Chúng ta sang câu 60 ở trang 59. My mother allowed me to use her motorbike. Mẹ của tôi đã cho phép tôi sử dụng cái xe máy của cô ấy, hay bà ấy. Chúng ta chọn câu D. My mother let me use her motorbike. Mẹ của tôi đã để cho tôi sử dụng cái xe máy của bà ấy. Chúng ta có động từ let là để cho ai thì phải có tăng ngữ sát bên và sau đó là động từ không tu không in nhé, gương mẫu nhé.
Chúng ta sang câu 61 đến câu 70 ở trang 59. Use skills given to write correct sentences. Hãy sử dụng những đầu mối được cho để viết những câu đúng. Câu 61, last summer vacation hay vacation, my and her parents went to Mekong Delta to visit their home village. Cái kỳ nghỉ hè vừa qua thì Mai và cha mẹ của cô ấy đã đi tới sông Mekong, đồng bằng châu thổ sông Mekong để thăm làng quê của họ. Câu 62, they are going to stay with her uncle for a week. Họ dự định ở với bác của cô ấy cho một tuần. Câu 63, my cousin become friends with air very quickly. Anh em họ của Mai trở thành những bạn bè với nhau một cách rất nhanh. Câu 64, they taught Mai to climb tree and break coconuts to enjoy sweet milk inside it. Họ đã dạy Mai là trèo lên cái cây và hái dừa, lột dừa ra để thưởng thức cái sữa ngọt ngào ở bên trong nó. Rất là đập vỡ ra những cái trái dừa. Câu 65, my tried to walk through the footbridge. Mai đã cố gắng đi bộ ngang qua những cái cầu khỉ nhé. Cầu mà đi bằng chân không được đi xe là gọi cầu khỉ, foot bridge. Câu 66, on the early morning the village is so quiet and fresh. Vào buổi sáng sớm thì ngôi làng thì rất yên tĩnh và trong lành. Câu 67, the only sound that Mike can hear is a bird singing on the top of the trees. Âm thanh duy nhất mà Mike có thể nghe là tiếng hót của những chim trên những cái ngọn cây. Top là ngọn. Câu 68, her cousins took after to the river. Những anh em họ của cô ấy đã chăm sóc để đưa tới cái dòng sông. Để đưa cô ấy tới dòng sông. Câu 69, they rowed the boat and swam in the river to catch fish. Họ đã chèo thuyền và đã bơi ở trong sông để bắt cá. Câu 70, when they were tired, they made fire and cooked fish. Khi họ thì mệt, họ đã nhóm lửa và nấu cá. Chúng ta sang test 3, unit 3 ở trang 59. Từ câu 1 đến câu 3, pick out the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words. Hãy nhặt ra cái từ mà cái phần được gạch chéo được phát âm khác với phần đó của những từ khác. Câu 1, E là solar, O thành O là thuộc mặt trời. Tính từ B, bomb, O vẫn O, bom nổ. C, mẫu, O thành O, mẫu, danh từ. D, coat, mã, mã số, mặt mã, là O, O thành O, nên chọn là bom. Câu 2, E, cross, O vẫn O, đây là chữ thập, hoặc là động từ ngang qua, băng qua. Rồi, B, ghost, O thành O, ghost là ma, danh từ. Cos
đáng giá hay là chi phí? O bằng O. D. Loss, sự mất mát, sự thua. Là O bằng O, chọn sự ghost. Câu 3. E. Map. E thành E. Map, bản đồ. B. Slang, tiếng lóng. E thành E. C. Fan, E thành E. Fan, người hâm mộ hay là cái bạch gió. D. Father, father, father. E bằng E, người cha. Chỗ này khác. Câu 4 và câu 13. Choose the best answer among A, B, C or D. Just best complete each sentence. Hãy chọn câu trả lời đúng nhất trong số A, B, C, D mà hoàn thành tốt nhất mỗi câu. Câu 4. There is a shrine at the top of the mountain near my uncle's house. Có một cái mộ tại đỉnh núi gần cái nhà bác của tôi. Tại đỉnh núi là at the top. Chúng ta sang câu 5 ở trang 60. After 2 hours traveling by bus, they reach a quiet town by the beach. Sau 2 giờ đi bằng xe buýt, họ đã tới đến một cái thị trấn yên tĩnh gần cái bãi biển. Tới đến là reach. Còn tới đến này là phải thêm giới từ in vào mới đủ. Còn đã đi tới thì là went to, phải có to nhé. Câu 6. We have lived in Hải Phòng for 10 years. Chúng tôi đã sống ở Hải Phòng được 10 năm. Có for, có hiện tại thành thì dùng giới từ for nhé. Sau đó là một số lượng thời gian. Câu 7. My uncle and aunt have come here since yesterday. Cô và bác của tôi đã đến đây từ hôm qua. Chúng ta thấy hiện tại thành thì dùng giới từ since, từ mốc thời gian là hôm qua. Câu 8. We often go for a walk on the weekend. Chúng tôi thường đi bộ vào những ngày cuối tuần. On the weekend. Còn as weekend. Không có giờ. Câu 9. I wish you would visit us someday. Tôi ước gì tôi sẽ thăm tôi ước gì bạn sẽ thăm chúng tôi một ngày nào đó. Thì cái này là không có thật ở tương lai nhé. Câu 10. I wish you help me with my work. Tôi ước gì bạn đã giúp tôi với công việc của tôi. Này là không thật ở hiện tại nhé. À, hiện tại là không giúp được. Câu 11. I wish you didn't go it again. Tôi ước gì bạn đã không làm nó lại. Nè, không thật ở hiện tại nhé. Hiện tại đã làm nó lại rồi. Làm bị không hay lại lần nữa. Câu 12. It rained heavily, so I cannot go to the movie with you. Trời mưa một cách lớn, vì vậy tôi không thể đi tới rạp chiếu phim với bạn. Câu 13. That worker didn't work hard enough, so he lost his job. Người công nhân đó đã không làm việc có chăm chỉ đủ, vì vậy cậu ấy đã làm mất công việc của cậu ấy rồi, thất nghiệp rồi. Chúng ta sang câu 14 đến câu 21 ở trang 60. Choose the words or phrase among A, B, C or D that best fits the blank space in the following letter. Hãy chọn từ hoặc cụm từ trong số A, B, C hoặc D mà phù hợp nhất những chỗ trống trong cái bức thư sau đây. Dear mom and dad, cha và mẹ thân mến, kính mến. Well, here I am in Peru on our South American tour. Đây con ở đây ở Peru vào trên cái chuyến đi Nam Mỹ của chúng con. We got to Lima 5 days ago. Chúng con đã được tới Lima 5 ngày trước đây. We had a good journey.
Chúng con đã có một chuyến hành trình tốt. It took 3 days by bus, but we saw lots of things on the way. Nó đã mất 3 ngày bằng xe buýt. Nhưng chúng con thấy nhiều thứ, đã thấy nhiều thứ trên đường đi. We didn't do much at the first 2 days, and a couple of the other boys were ill. Chúng con đã không làm nhiều tại cái là 2 ngày đầu tiên, khi một cặp chàng trai khác thì bị ốm, hai người con trai khác đã bị ốm rồi. We spent most of the time on the beach. Chúng con đã trải qua phần lớn thời gian trên bãi biển. On Wednesday we came up to the mountain, and yesterday we went to the old Inca city of Machu Picchu and made some sightseeing. Vào thứ tư thì chúng con đã lên tới những ngọn núi, và ngày hôm qua thì chúng con đã đi tới một cái thành phố Inca cổ xưa của xứ Machu Picchu, và đã làm một chút vãn cảnh. It was fantastic. Nó thì rất là tuyệt vời. We didn't have a lot of time there. Chúng con đã không có nhiều thời gian ở đó. But we saw everything and I took many photos. Nhưng chúng con đã thấy mọi thứ và con đã chụp nhiều tấm hình. Hope you are well. Did you get my card from Colombia? Hy vọng cha mẹ khỏe. Cha mẹ đã được cái thiệp của con từ Colombia chưa? Love, thân thương, kính mến, thân yêu, Peter, cái tên Peter. Chúng ta sang câu 22 đến câu 24 ở trang 61. Choose the underlined box among ABC or D that needs correcting. Hãy chọn phần được ở dưới trong số ABC D mà cần sửa chữa. Câu 22. I wish you could help me with that difficult problem. Tôi ước gì bạn đã có thể giúp tôi với công việc khó khăn đó. Thì không có thật ở hiện tại nhé. Thì dùng quá khứ đơn. You could. Câu 23. The exercise were so difficult that we couldn't do them. Những bài tập thì rất khó đến nỗi chúng tôi đã không thể làm chúng. Sinh vì sâu cuối cùng của sâu là tính từ. Câu 24. The weather is often hot and sunny in summer. Thời tiết thì thường nóng và có nắng vào mùa hè. Mùa hè là in. Tính từ in. Câu 25 đến câu 28 ở trang 61. Use the correct form of the words given to complete each sentence. Hãy sử dụng hình thức đúng của những từ được đưa từ để hoàn thành mỗi câu. Câu 25. The holiday was spent joy enjoyment in the countryside. Kỳ nghỉ của họ đã được trải qua sự thích thú ở miền quê. Câu 26. I went to the grocery store to buy some items. Tôi đã đi tới cái tiệm tạp hóa để mua một vài thứ. Câu 27. That little girl can dance beautifully. Cái cô bé đó có thể nhảy một cách, hay một cách có thể khiêu vũ một cách đẹp. Sau động từ thường thì phải tràng từ. Động từ là beautifully. Câu 28. Visitor can catch sight of an old banyan tree at the entrance of the village. Những người khách du lịch, những người khách có thể thấy cái cảnh của cái cây đay hay là cái cây cây đe cổ xưa tại cái lối vào của cái làng.
Câu 29 đến câu 32 ở trang 61. With the following passage carefully, then write true or false for each statement. Hãy đọc đoạn văn sau đây một cách cẩn thận, sau đó viết true hay false, đúng hay sai, cho mỗi cái lời nói. For centuries, the towns and countries have been regarded as being in opposite position to each other. Trải qua nhiều thế kỷ thì thị trấn và làng quê thì đã được coi như là ở trong vị trí đối lập với nhau. In cities, the majority of the population lives in matched blocks, noisy and crowded. Ở trong các thành phố thì đa số cuộc sống dân số thì sống ở trong những tòa nhà khối bê tông ồn ào và đông đúc. The sense of the belonging to a community tends to the diminish when you leave five floors up. Cảm giác phụ thuộc tới cộng đồng có khuynh hướng là giảm bớt khi bạn là sống 5 tầng trên, sống trong nhà 5 tầng, cao 5 tầng. Part one of the main advantages of city life is that the city dwellers are always at the center of the exciting as important events. Thì nhưng một trong những cái lợi ích chính của cuộc sống thành phố là rằng những người dân thành phố luôn luôn là ở tại trung tâm của những sự kiện hào hứng và quan trọng. Country life, on the other hand, differs from this kind of the isolated existence in that a sense of community generally applies the inhabitants of small villages together. Cuộc sống ở nông thôn trái lại là khác với loại hiện hữu mà cô lập này trong cái cảm giác của cộng đồng. Nói chung là cái người dân địa phương của những cái làng nhỏ với nhau lại kết nối lại. But the country life has disadvantages too. Nhưng cuộc sống làng quê thì cũng có những cái bất lợi. Why or you may be among friends in a village, it is true that you are cut off from the hectic events that take place in city. Trong khi bạn là ở trong số những người bạn ở trong một cái làng thì nó là đúng rằng bạn bị cắt ra khỏi cái những sự kiện mà tham gia ở trong thành phố. Câu 29. For centuries, the town and the city have been aligned. Trải qua nhiều thế kỷ, cuộc thị trấn và thành phố là giống nhau. Này, for, sai, không có ý nói trong cái đoạn văn này. Câu 30. Most of the city dwellers lay in massive blocks, noisy and crowded. Phần lớn những người dân thành phố sống trong những tòa nhà mà khối bê tông, ồn ào và đông đúc. Đúng, true. Câu 31. Câu 31, the sense of belonging to a community tends to diminish when you live in the country. Cái cảm giác tùy thuộc phụ thuộc tới một cái cộng đồng có khuynh hướng thì giảm bớt khi bạn sống ở miền quê. Sai, ở miền thành phố, đúng. Câu 32, you may always be among friends in the city. Bạn có thể luôn luôn là trong số những người bạn ở thành phố. Sai, for. Chúng ta sang câu 33 đến câu 36 ở trang 61.
rewrite following sentences without changing their meanings. Hãy viết lại những câu sau đây mà không thay đổi nghĩa của chúng. Câu 33, the story was so boring that I put it down and went to bed. Câu chuyện thì rất buồn chán đến nỗi tôi đã đến xuống và đi ngủ. Để mình sách xuống. It was so such a boring story that I put it down and went to bed. Nó là một câu chuyện rất buồn chán đến nỗi tôi đã đặt quyển sách xuống và để đi ngủ. Câu 34, he drank such a lot of coffee that he couldn't get to sleep. Cậu ấy đã uống quá nhiều cà phê đến nỗi cậu ấy đã không thể đi ngủ. He drank so much coffee that he couldn't get to sleep. Cậu ấy đã uống rất nhiều cà phê đến nỗi cậu ấy đã không thể ngủ. Câu 35, the weather was lovely and we spent the whole day